chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong một buổi tối ngày 11 tháng 10 năm 2024. Bây giờ là 19:30 và chúng ta đang có mặt ở góc đường Lý Thái Tổ và 3 tháng 2, xưa là đường Trần Quốc Toản. Bên kia đường, trước mặt quý vị là siêu thị Sa Tra. Trước năm 1975, ngay vị trí đó là chợ cá Trần Quốc Toản. Tối nay, mời quý vị cùng em, chúng ta cùng đi dạo bộ từ chợ cá tới khu La Cai Bộ Môn. Con đường này, lúc nào xe cộ cũng đông á. Dù đã có khu vực phía trên rồi, nhưng mà vào giờ cao điểm thì ở góc nhau nhau này lúc nào cũng bị kẹt xe. Cầu vượt có hai làn xe, dài 390m và được xây dựng vào năm 2013. Chúng ta đang đứng ở góc nhau nhau giữa đường Nguyễn Tri Phương và đường 3 tháng 2, xưa là đường Trần Quốc Toản. Đường Nguyễn Tri Phương đi theo dòng xe đang chạy là đường Thành Thái. Tối hôm nay chúng ta sẽ đi dạo bộ dọc đường Nguyễn Tri Phương tới Bùng Binh Nguyễn Tri Phương, xưa gọi là Bùng Binh Minh Mạng. Đường Nguyễn Tri Phương có hàng cây cổ thụ rất là đẹp. Khu vực quận 5, quận 10 họ vẫn còn giữ được những ngàn cây nè, không có nhiều thay đổi so với các quận khác. Trên đường Nguyễn Tri Phương có rất là nhiều hàng quán ăn san sát nhau luôn vậy. Em đi dọc quay những hàng quán ở đây cho vị xem nhé, coi cảnh bà con mình buôn bán như thế nào. Đây là một con hẻm, cô bán cơm tấm. Sài Gòn mình cơm tấm thì bán sáng, bán tối là nhiều, trưa thì ít. Con đường này họ buôn bán được là nhờ có cái vỉa hè rộng vậy. Nhưng người dân thì dùng để xe rồi buôn bán được, người đi bộ cũng không có đường để đi. Đây phải nói là nhà nhà buôn bán, người người buôn bán luôn vậy. Có cái gì cũng đem ra vỉa hè bán. Sài Gòn mình là vậy. Cuối tuần là cả gia đình dẫn nhau ra ngoài ăn như vậy. Gà nướng thơm phức à, đi từ xa đã nghe mùi rồi. Ở đây cũng là một hàng cơm tấm. Mới đi chút xíu mà đã là hai bao tiệm cơm tấm rồi vậy. Đây có bì, có sườn nướng, có chải nữa. Một phần cơm vỉa hè vậy chỉ từ 30 cho đến 40 ngàn thôi vậy. Đây là góc đường Bà Hà và Nguyễn Tri Phương. Đi thẳng theo dòng xe đang chạy, quý vị sẽ tới chợ Nguyễn Tri Phương. Con đường này lúc nào xe cộ rồi buôn bán cũng tấp nập đông vui hết. Không phải chỉ cuối tuần đâu vậy, các ngày trong tuần cũng vậy.
Bên kia đường cũng vậy kìa, hàng quán cũng san sát nhau. Trên con đường này có rất là nhiều hàng quán ăn ngon kìa. Dưới vỉa hè có cái đường kẻ màu vàng như vậy. Những nơi mà có cái vỉa hè rộng này là nhà nước cho thuê, mấy trăm ngàn một tháng, một trên một mét vuông, tùy theo cái khu vực. Ở đây thì em nghĩ rằng giá rẻ hơn ở khu vực trung tâm. Cái này họ để xe bít cái đường đi bộ luôn. Đường Nguyễn Tri Phương có cái hàng cây đẹp quá trời đẹp ha. Đường này mà đi vào ban ngày đẹp lắm vậy. Hàng cây lúc nào cũng rất bóng mát. Bên kia đường là chợ Nhật Tảo. Ở quận 10 này có hai ngôi chợ truyền thống là chợ Nhật Tảo và chợ Nguyễn Tri Phương. Đi thẳng đường này cũng tới được chợ Nguyễn Tri Phương này mình. Gà rán khổng lồ. Bây giờ những cái chuỗi thức ăn nhanh của tập đoàn quốc tế đến Việt Nam mình nó làm ăn không có được bằng những cái gánh hàng rong và những cái tiệm vỉa hè gì đâu vậy. Tại Sài Gòn rất rất là nhiều những hàng quán như này, những cái chuỗi thức ăn nhanh của nước ngoài vào Việt Nam mình, họ thành công ở rất là nhiều nước, nhưng mà khi đến Việt Nam mình thì chịu thua luôn. Bên kia đường là tiệm chè Ý Phương. Tiệm chè này ngon lắm quý vị. Hủ tiếu Nam Vang 50.000. Nước mía. Đi trên đường này có nước là nhìn thôi cũng no nữa vì quá trời nhiều hàng quán luôn. Phía trước là góc giao nhau giữa đường Nguyễn Tri Phương và đường Vĩnh Viễn. Phía trước có cái tiệm bán thịt cuốn đầu rừng, đông ơi là đông. Sài Gòn mình không có chỗ để xe đâu vậy, nên chủ yếu người dân cũng để vỉa hè thôi. Hàng quán thì nhiều nhưng mà không phải chỗ nào cũng đông. Chỗ nào đông thì rất là đông, nhưng mà đã không có khách rồi thì buôn bán không có được đâu vậy, không có trụ lại được đâu.
Ngoài đường thì hàng quán xanh xác nghe nè, chưa kể đến những người mà họ bán hàng online nữa, họ bán trong nhà họ thôi, không cần phải thuê mướn mặt bằng vậy. Đây chủ yếu là hàng quán bình dân cho gia đình thôi vậy, không phải là quán nhậu đâu. Quán nhậu bây giờ ở Sài Gòn khó buôn bán lắm, tại vì bây giờ người ta thổi nồng độ cồn nên đi ra ngoài ít ai mà nhậu nhẹt. Hàng quán bình dân trên vỉa hè Sài Gòn giá cũng rẻ vậy, chỉ từ 40 cho đến 50 ngàn một phần thôi. Cuối tuần thì cả gia đình chở nhau đi ăn thì cũng vui. Bên kia đường là chùa Tăng Hưng Lâm Tự. Hàng quán nhiều, thắp sáng cả một con đường luôn vậy. Nhưng bây giờ buôn bán được thì không sao, chứ còn buôn bán mà ế ẩm thì trả tiền điện không cũng mệt rồi vậy. Từ ngày hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2024, giá điện sẽ tăng lên 4,8%, tức là tăng từ giá 2.007 đồng trên 1 kW điện lên mức 2.103 đồng trên 1 kW điện. Giá trên thì chưa bao gồm thuế VAT. Giá điện thì cứ tăng xuống thôi vậy, bình thường chỉ tăng 0,1% là nhiều lắm rồi. Hôm nay thì tăng lên tới 4,8%, tăng vậy là cao lắm luôn quý vị. 1 kW điện mà tăng lên tới 100 lẻ mấy đồng thì phải nói là rất là cao luôn. Một gia đình 4 người, nếu mà xài tiết kiệm lắm, không có dùng để kinh doanh buôn bán gì thì một tháng cũng phải trả hơn 1 triệu đồng tiền điện. Cái tiệm này bán cái gì mà đông quá trời đông, xếp hàng dài đầy đường. Trà sữa mà xếp hàng đông vậy luôn hả? Thương hiệu này em cũng ít thấy, hình như chỉ có chỗ này thôi thì phải, mà đông quá trời đông. Trà sữa thì thường các bạn trẻ thích đúng không? Đây là góc vườn Nguyễn Tri Phương và Hòa Hảo. Đi qua đường, đi thẳng là sẽ tới bệnh viện Hòa Hảo. Đường lớn, đường nhỏ, đường nào cũng bán hàng quán ăn hết. Mà ngoài những con đường này thì Sài Gòn còn có những cái khu phố ẩm thực rồi làng ẩm thực nhiều lắm vậy, toàn là ăn uống không thôi. Mấy quán mà toàn những anh nam ngồi vậy thì chắc là quán nhậu hả? Quán nhậu bây giờ khó bán quý vị, tại vì người ta thổi nồng độ cồn nhiều á. Mà nồng độ cồn phải bằng không nha, chứ có một chút xíu thôi thì cũng bị phạt á. Mà mức phạt như cũng nặng lắm, cả triệu đồng cho một lần. Đây cũng quán nhậu, nhìn quán nhậu dễ biết lắm vậy, toàn là nam thôi, không có nữ. Mà như thỉnh thoảng cũng có nữ thì phải. Đây là cơ sở 2 của trường đại học kinh tế nha vị. Còn cơ sở chính thì nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Phạm Ngọc Thạch, xưa là đường Duy Tân.
Như trước đây cái ngôi trường này là trường tài chính, đại học tài chính đúng không ạ? Bây giờ nó là trường đại học kinh tế rồi. Học sinh sinh viên bây giờ học nhiều lắm, việc học ngày học đêm, học thêm học bớt, học đủ thứ hết. Nhưng mà em không biết kết quả có bằng hồi xưa hay không, chứ còn học thì học nhiều. Những cái trường lâu đời thì nó còn nằm ở khu vực trung tâm Sài Gòn thôi, chứ còn bây giờ trường đại học đó, nó nằm ở khu làng đại học Thủ Đức các vị, rất là lớn, nó là nguyên một cái làng đại học luôn. Còn những cái trường mà còn sót lại trong Sài Gòn này là những trường từ lâu đời rồi. Phía trước là góc đường Nguyễn Tri Phương và Đào Duy Từ. Bên kia đường là cái khu gì đó hồi xưa rất là lớn và nổi tiếng. Bữa có một khán giả nói em mà em quên 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 đó là cái gì rồi. Em đi vào đường Đào Duy Từ qua chợ Vị xem nhé. Ở đây là cái bên hông của trường đại học á, nên cũng rất là đông vui, hàng quán cũng nhiều lắm. Sài Gòn không có thiếu đồ ăn, chỗ nào cũng có hàng quán ăn, ăn trong quán, ăn ngoài đường, ăn vỉa hè, ăn vặt đầy đường hết. Trước đây trường chỉ có cái khu nhà phía sau này, còn cái nhà lớn phía trước đó là mới xây dựng sau này. Nay là tối thứ sáu nên sinh viên còn đi học, học buổi tối này chắc học thêm học bớt như này. Đường đông quá trời đông, mà không có cái vỉa hè cho sinh viên họ đi, cứ đi tràn xuống đường. Hình như đi thẳng đường Đào Duy Từ này là tới đường Lý Thường Kiệt đúng không ạ? Đông quá mà không có đường để đi trên vỉa hè, vậy đi đây nguy hiểm, em đi quay ra nha. Em đi quay ra để mình tiếp tục đi trên đường Nguyễn Tri Phương. Góc Nguyễn Tri Phương và Đào Duy Từ. Những người cầm cái bịch bằng áo màu cam với màu xanh đó, là họ đi giao đồ ăn quý vị. Thường cái phí giao đồ ăn ở Sài Gòn mình rẻ lắm, chỉ từ 20 cho đến 30 nghìn.
tùy theo xa gần, nhưng mọi người thì cũng chỉ chọn những cái hàng quán mà nó gần gần nơi mình ở thì mới đặt thôi, nên họ bán bình thường thì thấy vắng, nhưng mà cũng có thể là họ bán online được. Nhưng mà nếu chỉ để bán online thôi thì không cần phải thuê mướn mặt bằng nữa vậy. Giá thuê mặt bằng ở Sài Gòn mình mắc lắm, buôn bán phải đông khách ấy, chứ mà chỉ phụ thuộc vào khách online thôi ấy, thì không có đủ tiền để mà trả mặt bằng. Đây nè, hàng quán đây có đâu có khách đâu. Thường thì những cái hàng quán ngon rồi có tiếng từ lâu đời rồi không có buôn bán được. Phía trước là bồng bình Nguyễn Tri Phương nè. Hồi xưa ở khu vực này gọi là khu La Cai đúng không ạ? Mà sao gọi là khu La Cai à? Em hình như ở đây hay là phía trên kia nữa mới gọi là khu La Cai. Đây là góc đường Nguyễn Chí Thanh nè. Đi thẳng đường Nguyễn Chí Thanh thì quý vị sẽ tới bệnh viện Chợ Rẫy. Những cái bồng bình như thế này gắn liền với rất là nhiều kỷ niệm của người dân Sài Gòn. Ở những khu vực vùng ven thì không sao, nhưng mà ở ngay khu vực trung tâm ấy, thì thành phố xây dựng rồi đường xá nó cũng thay đổi nhiều, nên có những cái bồng bình như bồng bình Quách Thị Trang thì phá bỏ rồi không có làm lại. Những cái kỷ niệm của người dân Sài Gòn cũng dần mất đi. Bên kia là đường Nguyễn Chí Thanh và đường Ngô Quyền, xưa là đường Minh Mạng. Nên ở vùng bên này, xưa kia còn có tên gọi khác là vùng bên Minh Mạng. Đến đây thì video cũng khá dài, anh xin phép quý vị được khép lại video ở trên con đường này. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc. Nếu có những phút giây thư giãn trên đường phố cùng em thì đừng ngần ngại nhấn like, subscribe và chuông bên cạnh nhé. Có dịp thì chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.